Andy Ruiz giảm cân khó tin khiến Anthony Joshua cần phải thực sự cẩn trọng ở trận tái đấu. Cùng thay đổi thể trạng so với trận đấu đầu tiên, Andy Ruiz đã có những nhận xét ban đầu về trận tái đấu trước Anthony Joshua. Gây sốc với cả thế giới khi đánh bại Anthony Joshua mở hè vừa rồi, Andy Ruiz bỗng chốc từ một tay đấm vô danh trở thành võ sĩ Mexico đầu tiên thống nhất được các đai vô địch hạng nặng toàn thế giới. Hạ Joshua Ruiz không chỉ mang tiếng tăm cùng tiền bạc sau trận đầu tiên mà còn nhanh chóng buộc đội ngũ của boxer người Anh phải sắp xếp một trận tài đấu theo ý mình. Diễn ra tại Ả Rập Xê Út thay vì Anh Quốc như ban đầu, Andy Ruiz sẽ có lần thứ hai chạm trán Anthony Joshua vào ngày 8 tháng 12 tới tại sân vận động Diriyas Arena, thành phố Diriyas, Ả Rập Xê Út. Quá trình chuẩn bị cho trận tài đấu của hai boxer cũng được săn đón từ vài tuần qua. Điểm đáng chú ý nhất chính là cả Ruiz và Joshua đều cho thấy hình ảnh thon gọn hơn nhiều so với trước đây. Trong khi Ruiz đã giảm cân khá nhiều, thì với Joshua, người ta cũng không thấy những khối cơ đồ sộ của tay đấm từng giành huy chương vàng Olympic nhiều như trước. Bạn biết tôi đã làm nên lịch sử tại New York, và lịch sử sẽ được viết tiếp tại Ả Rập Xê Út vào ngày 8 tháng 12 tới. Tôi đã nhìn thấy Joshua trông mảnh khảnh hơn tôi cũng chẳng rõ rằng đó có thuận lợi hay bất lợi nữa. Nếu anh ta có thể lãnh những cú đấm như khi còn đô con hơn hiện tại, trong khi đó mọi người nói tôi đã giảm cân khá nhiều, tôi không còn sức mạnh, anh ta sẽ vờn tôi xung quanh sàn đấu. Tôi đã giảm 8 pound, 4 kg so với lần thượng đài hồi tháng 6, nhưng tôi vẫn thế, vẫn mạnh mẽ như trước, Andy Ruiz khẳng định. Trận tài đấu vào ngày 8 tháng 12 tới, Andy Ruiz và Anthony Joshua sẽ đổi chỗ cho nhau so với trận đấu đầu tiên. Võ sĩ người Mexico có nhiệm vụ bảo vệ 4 đai vô địch WBA Super, IBF, WBO và IBO đã cướp được từ đối thủ Anthony Joshua. Nhiệm vụ mà anh bắt buộc phải hoàn thành nếu không muốn bị loại khỏi bốn tay đấm vĩ đại nhất thế giới hiện tại. Cùng với Dan Tywelder, Joshua và Tyson Fury. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Bí mật cuộc đời gã béo Andy kẻ đấm gục quyền vương Anthony Joshua là ai? Chiến thắng nốc ao kỹ thuật của Andy Roos trước Anthony Joshua được coi là kết quả gây chấn động nhất làng quyền anh thế giới trong những năm vừa qua. Nhưng Andy Roos là ai? Cuối tuần vừa rồi, làng bốc sinh thế giới chứng kiến một trong những cú sốc kinh hoàng nhất khi quyền vương Anthony Joshua bất bại đã phải nằm sàn và nhìn đối thủ của mình dơ cao 4 chiếc đai vô địch. Andy Roos đã tạo nên một cuộc lật đổ kinh điển để giành luôn 4 chiếc đai IBF, IBO, WBA và WBO để lên ngôi vương trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng sừng sốt của cả thế giới. Không ngỡ ngàng sừng sốt sao được, vì chẳng ai nghĩ một tay đấm có ngoại hình mập mạp, chậm chạp, chẳng được ai để ý, lại đánh bại một trong những biểu tượng của bốc sinh đương đại. Vậy Andy Ruth là ai? 12 tuổi đánh tay đôi với người lớn. Andy Ruiz được sinh ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1989 ở California, Mỹ. Cha mẹ anh vốn là người Mexico nhập cư. Cha anh là một công nhân lao động có thu nhập khá bấp bênh. Tuy nhiên, Ruiz là một đứa trẻ khá hiếu động, thường đập phá đồ đạc và gây gổ trong lớp học. Cha của Ruiz là ông Andres Ruiz, quyết định cho anh tập võ từ năm 6 tuổi nhằm giúp Ruiz bớt quậy phá. Ban đầu Ruiz tập karate nhưng cảm thấy không hứng thú với môn võ này, sau đó anh chuyển sang tập boxing. Thực tế Ruiz cũng không có hề có ý định trở thành một võ sĩ boxing. Khi anh còn bé, anh rất hâm mộ các cầu thủ bóng chày và muốn được thi đấu bóng chày. Bản thân Andy Ruiz cũng thừa nhận rằng anh đã lớn lên với đám bạn xấu, tham gia đủ các kiểu ẩu đả trên phố và thậm chí dám trọi cả cảnh sát khi mới 10 11 tuổi. Nếu cha anh ông Andres Ruiz không kéo anh về phòng tập boxing thì chúng ta đã chẳng có một nhà vô địch như ngày nay. Mặc dù không tập môn thể thao nào mà mình yêu thích, nhưng Ruiz nhanh chóng chứng tỏ sự thích nghi và hòa hợp với quyền Anh nhờ tốc độ đôi tay và kỹ thuật tốt. Sự nghiệp thi đấu nghiệp dư bắt đầu từ khi Ruiz mới lên 9 tuổi. Tay đấm này có 105 trận thắng và chỉ có 5 trận thua trong bảng thành tích nghiệp dư, từng giành hai huy chương vàng Mexico National Junior Olympic và danh hiệu vô địch Ruiz World Championship. Ông Ruiz, cha, trở thành huấn luyện viên đầu đời của con mình. Ông nhớ lại, Ruiz có ba chị em, do vậy ngay từ thủa thiếu thời, Ruiz đã hình thành khái niệm phải bao bọc bảo vệ cho gia đình mình. Ruiz còn nói với tôi, cha, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không làm tổn thương người nhà, con sẽ là nhà vô địch. Càng lúc càng lớn và mạnh mẽ, Ruiz trở thành một cậu trai bụ bẫm bự con, không có quan niệm giảm cân hay ép cân, Ruiz để cho cơ thể tự buông thả nhưng tốc độ ra đòn và di chuyển của Ruiz cũng phát triển tịnh tiến, không như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên vấn đề cân nặng của Ruiz vẫn không được cải thiện. Ở tuổi 12, tay đấm này quá lớn để đấu với những đứa trẻ khác và buộc phải chạm trán đối thủ người lớn. Sự tiến bộ không ngừng của Ruiz gặp một cú đánh mạnh làm thay đổi hướng đi, đó là việc bị loại khỏi đội tuyển quyền Anh của Mexico dự Olympic 2008. Ruiz quyết định chuyển sang đánh chuyên nghiệp ở tuổi 19. Cha của Ruiz từng chia sẻ trước trận đấu với Anthony Joshua: "Tôi biết con trai tôi có rất nhiều tiềm năng, bởi vì năm 12 tuổi, Andy đã đánh bại cả một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, người cảnh sát khu vực do thiếu đối thủ đã được yêu cầu đánh cặp với Andy, nhưng trên sàn đài, ông ấy không biết làm sao để đấu với cậu nhóc cả và đã bị con trai của tôi đánh bại. Tôi nghĩ điều ấy thực sự sẽ xảy ra với Joshua, anh ta không biết phải làm gì. Các bạn đã thấy tốc độ ra quyền của Andy chưa?" và những đòn đánh vào phần gan của đối thủ. Trên sàn đấu anh có biệt danh là kẻ hủy diệt bởi lối đánh bán máu đậm chất Mexico cộng với những cú đấm cực mạnh. Nhưng thực tế, biệt danh này có từ thời Ruiz còn là một đứa trẻ cao có và đập phá đồ chơi. Mọi người gọi tôi là kẻ hủy diệt bởi khả năng phá đồ. Mỗi khi tôi được mua đồ chơi mới thì nó sẽ hỏng vào ngày hôm sau, Ruiz cho biết. Năm 2009, trong một lần đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp Ruiz đã knock out Miguel Ramirez ngày hiệp 1. Đó là khởi đầu cho chuỗi 29 chiến thắng liên tiếp trước khi thua Joseph Parker bằng tính điểm. Đây cũng là trận thua duy nhất trong sự nghiệp của tay đấm này. Thất bại trước Joseph Parker ở trận tranh đai WBO năm 2016 khiến Ruiz tiếp tục bị nghi ngờ về khả năng so tài với các tay đấm hàng đầu thế giới. Trong 3 năm tiếp theo, quyền anh thế giới chứng kiến Dan Tywelder, Tyson Fury và Anthony Joshua lần lượt càn quét các danh hiệu còn Ruiz âm thầm tích góp thêm 3 chiến thắng để giành quyền thách thức. Nhà vô địch mập ú Dù là một quyền thủ chuyên nghiệp, dù được bảo là phải giữ cân, giữ cơ bắp cho những lần thượng đài tàn khốc, nhưng Ruiz vẫn tuân thủ một lối sống ăn uống thả dàn theo bản năng. Mỗi đêm, chàng trai 29 tuổi sinh ra ở California có thể nốc đến 3-4 lít bia và sẵn sàng ngồi đồng trong các quán bar pub cho đến tận sáng. Ruiz cực kỳ mê đồ ngọt, mà ai mập ú thì không mê đồ ngọt chứ nhỉ. Ở buổi họp báo trước trận đấu với Anthony Joshua, Ruiz đã mang đến một chiếc kẹo sneaker. Anh giơ ra trước mặt các phóng viên và nói, Mấy nè đừng nhìn vào cân nặng của tôi, đừng ngắm ngoại hình của tôi. Tôi mập nhưng Joshua cần phải sợ tôi đó. Tôi không có cơ bắp, nhưng mọi người sẽ phải cầm lặng khi thấy tôi ra đòn. Vâng, thôi tích kẹo sneaker, đó là tuổi thơ của tôi. Khi tôi làm việc tốt, cha tôi mua cho tôi kẹo sneaker, tôi rất ghiền chúng. Mỗi ngày tôi đều có một thanh trong túi của mình, bất kỳ ngày nào trong năm. Đôi khi tôi buồn, không gì cổ vũ hiệu quả như sneaker. Tôi có hợp đồng quảng cáo cho sneaker không ư? Không, đơn giản, tôi chỉ thích nó. Trước trận đấu, Ruiz còn nằm ngoài top 10 những tay đấm hàng đầu thế giới. Nhưng sau chiến thắng khiến cả thế giới bất ngờ trước Joshua, Ruiz liền nhảy vọt 13 bậc và đứng số 1 thế giới. Trận đấu này đến bây giờ vẫn khá bất ngờ. Ban đầu người tranh đai là Jared Miller, nhưng tay đấm này không vượt qua được buổi kiểm tra doping. Người tiếp theo được đề nghị là Tito Ortiz, nhưng tay đấm này lại từ chối thi đấu vì không đủ thời gian chuẩn bị. Và tầm vé cuối cùng rơi vào tay Ruiz, anh đã nắm lấy cơ hội hiếm có trong đời và còn vằn vẹn 6 tuần để chuẩn bị thi đấu. Ông bầu Bob Arum khi đánh giá về trận so tài giữa Ruiz và Anthony Joshua đã thừa nhận, Andy là một quyền thủ nhanh và điên rồ. Tôi chưa từng thấy một gã nào có tốc độ nhanh nhẹn đến như vậy ở làng quyền anh hạng nặng, kể từ ngày Muhammad Ali. Nhưng Ruiz có đôi tay rất nhanh, cậu ấy có sự kết hợp rất đáng kinh ngạc. Không phải tự nhiên mà Arum so sánh Andy Ruiz với Ali, và cũng không phải tự nhiên giờ tên tuổi của Ruiz được xếp ngang hàng với Spain, kẻ đã khiến Ali phải ôm hận. Andy Ruiz từ một gã béo thừa cân đã vươn lên trở thành tay đấm số một thế giới, sở hữu bốn chiếc đai vô địch danh giá của quyền anh hạng nặng. Từ một người chẳng được ai đánh giá cao, Ruiz đã bước lên mây. Ruiz đã làm được điều mà trước trận anh đã nói, tôi đến đây để làm nên lịch sử, tôi ở đây để trở thành huyền thoại. Theo hợp đồng, Eddie sẽ có trận tài đầu với Joshua trên đất Anh, tuy nhiên thời gian và địa điểm chưa được xác định, nhưng giờ đây tay đấm Mexico có quyền tận hưởng niềm vui chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến giờ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo.